Nè, dậy đi. Dậy. Giờ này mà còn ngủ, biết mấy giờ rồi không? Ở đâu ra cái thể loại này vậy trời? Lần sau vô phòng anh, nhớ gõ cửa. Tắt thuốc đi, anh không chịu được mùi thuốc lá. Đàn ông là phải biết hút thuốc lá. Thôi, không nói chuyện với anh nữa. Còn gì ăn không? Đói quá. Muốn ăn á, thì lăn vô bếp, vào đó mà tìm. Xôi của anh. Em đang ăn nè. Em đang ăn. Ừ. Cái này là hộp xôi của con chó. Nó mới ăn được một nửa. Anh bỏ vô tủ lạnh. Lần sau tắm xong, em nhớ tắt nước nha. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Em ở chung phòng với anh á, làm ơn ngăn nắp một chút đi. Cái gì mà quăng đồ tùm lum vậy? Làm như anh gọn gàng lắm vậy. Bề bộn á, thì ra salon mà ngủ. Đừng có ngủ ở đây. Phòng này cũng là phòng của em vậy. Anh không thích thì ra salon mà ngủ. Em không chịu được mùi thuốc lá. Ngỡ như còn đây, người vẫn đàn ông là phải biết hút thuốc. Tôi, nhưng ai có ngờ trời oan trai cách lìa đôi nơi. Em về đâu hỡi người? Anh đang em nhắc hoài, anh xài xong sao không tắt nước vậy? Biết rồi, khổ lắm nó mãi. Sao mà anh quăng đồ lung tung vậy? Em làm như em gọn gàng lắm vậy. Nè, đi ra.
Nhô. Em say rồi, để anh đưa em về. Anh Thành, em chưa có say. Thành nào, em là Khôi đây. Khôi, sao lúc nào em với Thành cũng giống nhau hết vậy? Em có thể nào bớt giống Thành được không? Để em đưa anh về. Anh có yêu ai chưa vậy? Anh đã từng. Vậy người đó giờ ở đâu? Mất rồi. Nhưng mà không hiểu sao những lời nói và hành động của em lại đều rất là giống người yêu cũ của anh. Ủa, em mới về hả? Có chuyện gì sao? Không có chuyện gì. Sao anh cứ ở nhà đàn suốt vậy? Không đi đâu chơi sao? Ừ, anh muốn sáng tác nốt lời bài hát này để đi thu âm nè. Anh mới viết bài mới hả? Ừ, em muốn nghe thử không? Anh hát nghe thử một đoạn đi. Từng ngày qua anh thấy như đang dần yêu là em đó. Người đã làm anh đắm say, người là nắng soi lối để trái tim của anh ấm lại vì đông đến lạnh thơm. Đèn đường đã tắt đêm dần qua, dòng người về. Còn một đoạn mà anh suy nghĩ mãi vẫn chưa có ý tưởng. Anh sáng tác bài này khi nào vậy? À không, đây là người yêu cũ anh sáng tác. Nhưng mà ảnh mất rồi. Em muốn biết anh ta có hình dáng ra sao mà sau khi anh nhìn em lại có cảm giác em giống ảnh. Thank you.
Sao em cười? Anh ta cũng điển trai đó chứ. Hèn gì anh yêu anh ta là phải rồi. Em có ghen không? Ghen làm gì? Dù gì anh ta cũng mất rồi, phải không? Em không ngủ được hả? Em suy nghĩ mãi về một chuyện. Chuyện gì? Anh yêu em nhiều hơn hay yêu người yêu cũ nhiều hơn? Còn đâu nữa mà yêu. Tại sao anh ta không sáng tác hết bài hát tặng anh mà chỉ tặng anh có nửa bài hát? Alo. Anh có chuyện gì hả? Thôi, anh có chuyện bận rồi. Anh về gấp nha. Hẹn gặp lại em. Dạ anh về. Alo. Anh để quên quyển sáng tác nhạc ở nhà em nè. À dạ. Vậy thôi để em giữ, bữa nào anh lấy nha. Em làm cái gì vậy? Em khùng hả? Ừ, tôi khùng đó, rồi sao? Em bớt đi được không? Hình quá. Nửa bài hát. Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tặng Dũng mà yêu em. Tại sao lại làm như vậy? Em có biết đây là bài hát tâm huyết của anh không? Tôi không cần biết Dũng là đứa nào. Em mà còn như vậy một lần nữa thì cứ trách anh. Đừng có cho tôi gặp đứa tên Dũng đó. Có nó thì không có tôi. Anh nhớ đó. Xin lỗi anh, em sai rồi. Em còn muốn gì nữa? Từ nay, anh không còn muốn gặp em nữa. Anh về với em đi. Về với em đi anh Thành. Alo. Alo. Anh Thành. Alo. We'll be right back.
Chắc có lẽ anh chưa từng yêu tôi mà. Em thôi đi, anh yêu em, em có hiểu không vậy? Chẳng qua anh yêu tôi vì tôi giống thằng Thành, người yêu cũ của anh thôi. Nếu mà tôi không giống nó, anh có yêu tôi không? Tôi sẽ không tha thứ cho anh vì anh là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của tôi. Em khùng rồi. Em có biết là em đang nói cái gì không vậy? Ừ, tôi khùng đó. Nếu anh không xen vào cuộc tình của tôi và anh Thành thì anh Thành cũng không có chết oan ức như vậy đâu. Tôi mới chính là người tới trước. Anh Thành yêu tôi, chưa bao giờ yêu anh cả. Em là Thành, từng yêu nhau. Em nói là sự thật hả? Phải, tôi và anh Thành yêu nhau 3 năm trời. Đến khi anh xuất hiện, Thành lúc nào cũng nghĩ về anh cả. Còn bài hát đó đó, chính tôi là người đốt nè. Nhưng cũng may, anh Thành lại cứu được nửa bài còn lại. Không thể nào có chuyện đó được. Hay thật. Tôi không ngờ cái thế giới thứ ba nó lại khốn nạn như vậy. Tôi không ngờ có một ngày chồng của mình lại trở thành vợ của người ta.